Ngày 18 tháng 10, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi hồ Đà Nẵng cho biết đang tìm tung tích một người đại trưởng phu có hành vi khỏa thân để tắm hồ xảy ra vào ngày 17 tháng 10. Trước đó trong ngày 17 tháng 10, một thợ chụp ảnh đã đăng tải những hình ảnh về một du khách phương Tây ngang nhiên khỏa thân tắm hồ Đà Nẵng. Ông Phan Minh Hải, Phó Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi hồ Đà Nẵng, cho biết khu vực Nam du khách tắm hồ thuộc phường Thọ Quang. Đây là khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân chứ không phải khu vực bãi tắm công cộng. Nếu sự việc xảy ra ở khu vực bãi tắm công cộng thì lực lượng bảo vệ và cứu giúp hộ sẽ nhắc nhở ngay. Ông Hải nói. Theo ông Hải, ban quản lý đang tìm người đại trưởng phu có hành vi phản cảm trái với thuần phong mỹ tục này để có hồ pháp tuyên truyền, nhắc nhở. Ông Hải cho hay dù đây là hành vi phản cảm nhưng không có chế tài nào để xử phạt vi phạm hành chính người đại trưởng phu phương Tây khỏa thân tắm hồ Đà Nẵng. Các vụ việc tương tự gần đây như cô gái qua thân phản cảm ở Hội An, nhóm đại trưởng phu ở Mã Lý hay cả ông khách khỏa thân tắm hồ này đều chưa có chế tài xử phạt. Trước đây, có điều khoản không mặc trang phục khi ra đường là bị phạt vì vi phạm nếp sống tân tiến theo điều khoản tại Nghị định 73-2010 Nghị định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000-100.000. Thế nhưng sau đó 3 năm, Nghị định 167-2013 Nghị định thay thế Nghị định 73 nêu trên, bãi bỏ luôn cả điều khoản xử phạt này, ông Hải cho biết.